Từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Long Điền tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 524 thanh niên trên địa bàn thị trấn Long Hải. Đây là những thanh niên đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xét duyệt về lai lịch chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, đủ điều kiện điều động khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên thị trấn Long Hải được các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Long Điền kiểm tra thể lực, huyết áp, tim mạch, da liễu theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Long Điền sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 1.992 thanh niên trên địa bàn, đủ điều kiện điều động khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự Công an Nhân dân năm 2023.